Mỹ, siêu bão Idai thổi bay nóc bệnh viện, làm đảo ngược dòng chảy sông. Siêu bão Idai đổ bộ vào nước Mỹ có cường độ mạnh tới nỗi nó đã làm tốc mái một bệnh viện và gây ra một hiện tượng vô cùng hiếm gặp, đảo ngược dòng chảy trên sông Mississippi. Oh, that proof is coming. Oh, wow.